Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 2019. Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bảo Lâm. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động thanh niên còn cao khoảng 7%, cao gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt heo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 5 tháng 4 tại thành phố Đà Lạt, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 2018 và quý 1 năm 2019. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Ca Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã làm việc với đoàn. Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, với tốc độ GRDP tăng 8,59%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập đời sống người dân được đảm bảo. Một số lĩnh vực trọng tâm như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tăng 5,2%, công nghiệp xây dựng tăng 8,39%, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển. Các dự án công trình trọng điểm được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc công bố thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ các sản phẩm nông sản thế mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển các ngành nông nghiệp, dịch vụ và du lịch của địa phương. Ngoài ra, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong quý 1 năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo triển khai theo kế hoạch. Riêng đối với ngành công thương, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy thế mạnh các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như chè, cà phê, hoa, rau, dược liệu, chế biến bò xít nhôm, năng lượng thủy điện và năng lượng tái tạo. Đặc biệt đối với lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, dự án tổ hợp bauxit xít nhôm hiện nay hoạt động hiệu quả với sản lượng alumin đạt trên 650.000 tấn một năm, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động. 27 dự án thủy điện có công suất 1.580 MW đang vận hành tốt, bảo đảm cung cấp nguồn điện phục vụ đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, hiện nay, trong số 3 khu công nghiệp ở Lâm Đồng, đến nay có 2 khu công nghiệp Phú Hội, Lộc Sơn đang hoạt động với tỷ lệ doanh nghiệp được lấp đầy gần 80%. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công Thương và tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận trao đổi một số vấn đề liên quan đến thúc đẩy sự phát triển của ngành công thương Lâm Đồng, đặc biệt trên một số lĩnh vực có thế mạnh về sản xuất, rau, hoa, nông sản, công nghiệp chế biến, chính sách thu hút các dự án đầu tư tại các cụm khu công nghiệp và một số vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng trong xuất nhập khẩu hàng hóa, xúc tiến thương mại. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho rằng Lâm Đồng là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển. Tuy nhiên hiện nay cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, trong khi đó giá trị công nghiệp thương mại chiếm tỷ trọng thấp. Do đó, tỉnh Lâm Đồng mong muốn Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thương mại của địa phương. Bên cạnh hỗ trợ địa phương xây dựng thương hiệu sản phẩm lụa tơ tằm, phát huy hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp của tỉnh. Trong cái điều kiện hiện nay thì liên quan tới cái phát triển về công nghiệp thương mại, liên quan tới cái thế mạnh của mình thì các đồng chí cũng đã đánh giá thì Lâm Đồng cũng có nhiều cái cố gắng trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xúc tiến thương mại, trong việc phát triển về thương mại điện tử, trong cái việc là xây dựng thương hiệu. Nhưng mà tất cả những cái việc như thế thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng đã có nhiều kết quả tích cực liên quan tới để thúc đẩy phát triển cái nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp quốc gia, cũng như là thúc đẩy phát triển cái thế mạnh thứ hai đó là về du lịch, các sản phẩm du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Còn lại ở một cái mảng là liên quan về công nghiệp thì bức tranh của công nghiệp thì các đồng chí cũng đã nắm, và trên cơ sở đó thì cũng rất mong là các đồng chí bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo của các cục, các bộ, các đồng chí có cái quan tâm để Lâm Đồng có thể có những cơ hội để phát triển cái lĩnh vực về công nghiệp và phát triển ở cái lĩnh vực thương mại. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự phát triển của Lâm Đồng, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công thương trong thời gian qua. Về một số giải pháp trong thời gian tới liên quan đến lĩnh vực công thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lưu ý, tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục đa dạng hóa việc xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm chủ lực có thế mạnh, đặc trưng, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là những vấn đề cốt lõi mang tính then chốt quyết định sự phát triển địa phương. Thương mại nếu như nông nghiệp công nghệ cao mà không đảm bảo được khâu thị trường và gắn với những yêu cầu của chất lượng của những hoạt động, những cái nội dung của lớn của cái thương mại quốc tế, tôi nói ví dụ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như là cái chỉ dẫn địa lý vân vân, thì chắc chắn chúng ta không, và chưa kể đến những vấn đề lớn trong cái logistics thì chúng ta cũng sẽ rất khó cạnh tranh. Nhưng thương mại thì chắc chắn phải là nội dung nền tảng để cho phát triển của các cái nông nghiệp công nghệ cao của chúng ta. Và vì vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là dư địa rất lớn để cho các đơn vị trong Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp các đồng chí để tập trung phát triển cái thương mại, kể cả bao gồm hạ tầng thương mại, từ hệ thống các chợ đầu mối, rồi các cái sàn giao dịch, các cái chợ đấu giá, hay là cũng như là các cái thương mại điện tử phục vụ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các cái doanh nghiệp của hộ dân nông dân của chúng ta trong việc. Và trong thương mại đó, thương mại thì chúng tôi cũng gắn rất nhiều vào những đa dạng hóa nữa, và các cái nguồn lực của hoạt động xúc tiến thương mại nó phải gắn được vào những cái mục tiêu cụ thể mà mang tính dài hạn về phát triển bền vững cho thị trường của chúng ta, của sản phẩm của chúng ta, mà nhất là chúng ta phải vận dụng được các cái hiệp định thương mại tự do. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương còn lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần rà soát các quy hoạch, tập trung phát triển các cụm khu công nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong tình hình mới cũng như quá trình hội nhập quốc tế. Chiều nay, Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP với chủ đề Hiệp định CPTPP, một số những cam kết chính và một số vấn đề cần lưu ý. Tham dự có ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các cục vụ trực thuộc Bộ Công Thương, đại diện các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Hiệp định CPTPP là Hiệp định Thương mại Tự do FTA thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam đàm phán, ký kết và phê chuẩn. Hiệp định này sẽ mang lại nhiều cơ hội to lớn như lợi ích về xuất khẩu, về việc tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, lợi ích đối với các ngành, cải cách thể chế, việc làm và thu nhập. Mặc dù vậy, nhưng hiệp định này cũng có nhiều thách thức đối với Việt Nam như thách thức về kinh tế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, thách thức về xã hội và thu ngân sách. Với những cam kết mang tính toàn diện, tiêu chuẩn cao và cân bằng, Hiệp định CPTPP sẽ giúp tăng cường mối liên kết cùng có lợi giữa các nền kinh tế thành viên và thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt hết sức vui mừng và đánh giá cao trước việc Bộ Công Thương chọn Lâm Đồng là địa điểm để tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên hoạch định tốt hơn mục tiêu kinh doanh của mình. Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tham vấn chính quyền các cấp rà soát lại hệ thống nội quy quy định của nhà nước để chủ động triển khai thực hiện nhằm tận dụng các lợi thế mà Hiệp định CPTPP mang lại. Tại hội nghị, đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã thông tin chung về Hiệp định CPTPP, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Công Thương về việc thực thi Hiệp định, cam kết về thuế nhập khẩu và quy tắc ứng xử của các nước CPTPP đối với một số mặt hàng nông sản, cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, một số lưu ý trong quá trình thực thi và giải đáp những vướng mắc của các doanh nghiệp địa phương liên quan đến những cam kết chính và những điểm lưu ý trong Hiệp định. Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bảo Lâm. Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Đồng Nai là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chuyển sang thông tin quan trọng khác, sáng nay huyện Bảo Lâm tổ chức hội thảo góp ý báo cáo thành tích, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bảo Lâm. Ông Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện Bảo Lâm qua các thời kỳ, cùng các đồng chí lão thành cách mạng từng tham gia chiến đấu tại vùng căn cứ địa cách mạng trên địa bàn đã tham dự. Tại buổi hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến cho dự thảo báo cáo thành tích của nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Bảo Lâm trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó nổi bật là những thành tích xuất sắc của quân và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lâm trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ như thành tích trong xây dựng căn cứ địa cách mạng vững chắc, nối thông hành lang chiến lược Bắc Nam và Đông Tây để miền Bắc chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Đông Nam Bộ và khu 6, xây dựng bảo vệ căn cứ, bắn máy bay địch, tiêu diệt giặc, bảo vệ giao thông thông suốt, đường hành lang chiến lược Bắc Nam, gia tăng lao động sản xuất, bố phòng, bảo vệ buôn làng và đóng góp sức người sức của cho tiền phương đánh địch, công tác huy động tổng lực đóng góp sức người sức của cho cách mạng để giải phóng tỉnh Lâm Đồng. Huyện Bảo Lâm đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì và hạng ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, có 4 xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 9 mẹ Việt Nam anh hùng. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức phát động các giải thưởng về báo chí, hội thi sân khấu hóa tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí trong việc viết, sáng tác giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Cụ thể, đối với giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, cần có nội dung bám sát thực tiễn, tập trung về những vấn đề mà dư luận quan tâm, phát triển lý luận xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng, chống lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng. Đối với giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, cần có nội dung phản ánh thành tựu của công cuộc đổi mới, sự ổn định, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử con người Việt Nam ra thế giới. Riêng với hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, với 3 phần thi là hiểu biết, kể chuyện và tiểu phẩm sân khấu, xung quanh nội dung thân thế, sự nghiệp cách mạng, kết quả thực hiện chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị, và những tác phẩm tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những tấm gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn. Hội thi cấp cơ sở sẽ tiến hành trong tháng 4 và tháng 5 2019. Hội thi cấp huyện sẽ được tiến hành trong tháng 6 và tháng 7 2019. Hội thi chung kết cấp tỉnh sẽ được tiến hành vào tháng 8 2019. Dịp này, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã trao giấy khen cho 5 cá nhân và 5 nhóm tác giả có tác phẩm tham gia dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 3 năm 2018. Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 4 năm 2019. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Khắc Đồng đã thông tin vắn tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong quý 1 năm 2019. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội của địa phương phát triển ổn định và có những bước tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách đạt 2.205 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 178,9 triệu đô la Mỹ, bằng 24,8% kế hoạch. Tổng mức đầu tư xã hội ước đạt trên 4.700 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Tại hội nghị giao ban báo chí, bên cạnh các vấn đề về phòng chống dịch bệnh trên đàn heo, khôi phục sản xuất và đẩy mạnh truyền thông để người tiêu dùng không quay lưng với thịt heo, vấn đề bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp qua vụ việc 2 phóng viên bị hành hung ở Đà Oai, các cơ quan báo chí đã dành phần lớn sự quan tâm về đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu trung tâm Hòa Bình Đà Lạt. Theo đó, các nhà báo đặt ra các câu hỏi đối với các cơ quan quản lý là Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng như việc quy hoạch này có cần thiết và tuân thủ các yếu tố về văn hóa, kiến trúc, lịch sử hay không? Có lắng nghe ý kiến của cử tri thành phố Đà Lạt rộng rãi trước khi đưa ra đồ án chưa? Liệu các công trình có khối tích lớn thể hiện trong đồ án thuộc 2 khu vực rạp 3 tháng 4 và khu vực Đồi Dinh có phá vỡ cảnh quan và thu hẹp khoảng xanh của trung tâm thành phố? Trả lời những câu hỏi này, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng khẳng định. Cái vấn đề và quan trọng nhất đó là thực trạng của khu trung tâm Hòa Bình. Một trung tâm của một thành phố du lịch nghỉ dưỡng mà có cái hiện trạng như thế thì rõ ràng là một cái vấn đề rất cấp thiết đối với chính quyền và nhân dân của thành phố Đà Lạt nói chung, nói riêng, và đặc biệt là của người dân du khách nói chung. Tất cả các du khách đến Đà Lạt khi vào về tham quan nghỉ dưỡng thành phố Đà Lạt thì tôi nghĩ tâm lý ai cũng vậy thôi. Tới thành phố thì bao giờ phải tìm tới trung tâm, xem từ trung tâm thành phố này như thế nào. Và thực sự là tất cả đều nhận lại một câu là lộn xộn. Tôi nghĩ đây là một cái mà chúng tôi quá trình nghiên cứu rất kỹ trước khi chúng ta triển khai bắt đầu đồ án quy hoạch. Cũng theo ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đồ án quy hoạch khu trung tâm hòa bình trên diện tích gần 30 ha, trong đó sẽ tháo dỡ gần 14.000 m2 các công trình xây dựng hiện hữu. Nhưng sau khi đồ án tiến hành thì diện tích xây dựng triển khai sẽ là 7.300 m2, nghĩa là mật độ công trình xây dựng chỉ chiếm một nửa so với hiện nay. Về việc những công trình có khối tích lớn ở khu vực Đồi Dinh và khu vực rạp 3 tháng 4 thể hiện trong đồ án, ông Trung cho biết đây chỉ là bản vẽ thể hiện đồ án, còn khi thực hiện, cơ quan quản lý sẽ xem xét phương án phù hợp nhất. Là trong đồ án quy hoạch, thì chúng ta đưa ra các loại công trình và công năng. Và trên cơ sở đưa ra các chỉ tiêu công năng đó, thì chúng ta mô phỏng lại cái công trình đó để đảm bảo thực hiện cái công năng, các cái chỉ tiêu đã đưa ra. Còn vấn đề quyết định ở phương án nào, khối tích nào, kiến trúc nào thì sẽ được xem xét kỹ trong các dự án đầu tư. Còn vấn đề khối tích và kiến trúc chúng ta sẽ xem xét kỹ. Và đặc biệt cũng thời gian qua cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, thì cũng là góp phần để chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp nhận các ý kiến khác nhau để xem xét các cái giải pháp như thế nào cho hài hòa để chúng ta triển khai hoàn thành được cái đồ án quy hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì nếu thấy rằng là không phù hợp nữa và không khả thi ở vấn đề nào thì các đồ án này vẫn cứ điều chỉnh bình thường. Nhiều nhà báo cũng đưa ra ý kiến cơ quan chức năng có lắng nghe ý kiến của người dân, du khách và các nhà chuyên môn để điều chỉnh đồ án phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chung cho cộng đồng hay không. Lãnh đạo Sở Xây dựng đã khẳng định, cơ quan chức năng sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người dân và các nhà chuyên môn để khi thực hiện đưa ra những phương án phù hợp nhất và hoàn toàn không có chuyện bị doanh nghiệp chi phối. Khi triển khai, tỉnh sẽ lựa chọn phương thức đấu thầu công khai. Nhà thầu nào có đủ điều kiện, năng lực đấu thầu xây dựng các công trình mang lại lợi ích chung cho cộng đồng thì sẽ xem xét ưu tiên, nhưng phải công khai, minh bạch. Sáng nay tại thành phố Biên Hòa, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã ký kết kế hoạch hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng, Đồng Nai đã tham dự. Theo đó, hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai thống nhất kế hoạch hợp tác phát triển du lịch với những nội dung xây dựng cụ thể các nội dung triển khai hợp tác nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tăng cường tổ chức hoạt động phát triển du lịch, thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển và tình hình hoạt động du lịch của mỗi địa phương, trao đổi chia sẻ tình hình thị trường khách du lịch, sản phẩm chính sách phát triển du lịch, cùng nhau trao đổi tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, cung cấp thông tin cho nhau về tình hình quy hoạch, các dự án kêu gọi đầu tư, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của địa phương đến nghiên cứu, tìm hiểu, tham gia các dự án đầu tư du lịch tại mỗi địa phương, tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch dịch vụ của hai địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử du lịch, thông tin kịp thời và hỗ trợ cho nhau kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao du lịch hàng năm của các địa phương để thu hút du khách, tổ chức tham gia các hội thảo, hội chợ triển lãm, các lễ hội sự kiện về văn hóa du lịch của nhau nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác và quảng bá hình ảnh du lịch của mỗi địa phương. Bên cạnh đó, vận động khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh khu, điểm du lịch, lưu trú, ăn uống, lữ hành, vận chuyển, dịch vụ vui chơi, giải trí, thực hiện các chương trình khuyến mãi và thông tin thường xuyên đến các công ty lữ hành của hai địa phương, cũng như các công ty lữ hành trong nước và ngoài nước để thu hút khách du lịch. Ngoài những cái nội dung mà đã ký kết ngày hôm nay thì hai sở sẽ tiếp tục triển khai những cái chương trình tiếp theo để mà tiếp tục thực hiện những cái ký kết mà hai tỉnh đã ký kết vào tháng 10 năm 2018. Thì trong đó thì ngoài những cái nội dung, 4 cái nội dung ký kết là về quản lý nhà nước, xúc tiến du lịch và quảng bá giới thiệu sản phẩm và tuyên truyền, thì tiếp thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp của hai địa phương để làm sao cho phát triển du lịch của cả hai địa phương trong những năm tiếp theo. Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi bên, đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc quản lý nhà nước về du lịch giữa hai cơ quan ở hai địa phương. Tuy nhiên, điều mà các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch của Lâm Đồng và Đồng Nai mong muốn là làm thế nào để thực hiện hóa chương trình được ký kết, tạo điều kiện hợp tác thúc đẩy hoạt động cho các doanh nghiệp. Cũng như các doanh nghiệp, cũng như các lữ hành, công ty du lịch khác thì cũng mong muốn là cái ký kết này nó được diễn ra một cách là suôn sẻ và sẽ có lợi ích đến cho các doanh nghiệp cũng như các công ty du lịch của chúng tôi. Bên cạnh những cái thông tin của doanh nghiệp thì chúng tôi muốn có thêm những cái chương trình cụ thể, những cái báo giá, và đồng thời là chúng tôi muốn có một cái văn bản ký kết ghi nhớ để sau này hai bên có thể kết hợp cộng tác với nhau để xúc tiến xây dựng những cái chương trình tham quan hoàn chỉnh để phục vụ du khách của hai địa phương. Với lợi thế là địa bàn giáp ranh cùng với nhiều thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp, việc ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Đồng Nai sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, tạo điều kiện phát triển du lịch dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: tỷ lệ thất nghiệp của lao động thanh niên còn cao khoảng 7%, cao gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Nhiều hệ thống siêu thị tại Đà Nẵng đã bắt đầu sử dụng lá túi để gói các sản phẩm sau, thay thế cho các loại túi ni lông như trước đây. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động thanh niên còn cao khoảng 7%, cao gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Song phần lớn nhóm đối tượng lao động này lại đang thiếu các kỹ năng xin việc. Đây là thông tin tại phiên việc làm chuyên đề Thanh niên năm 2019 tổ chức tại Hà Nội. Hiện cả nước có trên 54 triệu lao động có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, trong đó tỷ lệ chung của cả nước là khoảng 2%, của khu vực đô thị là dưới 4%. Nhóm thanh niên có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn so với các nhóm lao động còn lại. Song nghịch lý là phần lớn các phiên giao dịch việc làm vẫn vắng bóng các gương mặt trẻ. Đặc biệt, tâm lý nhảy việc của nhóm lao động trẻ khiến nhiều doanh nghiệp luôn rơi vào tình trạng bị động nhân sự. Dự báo năm 2019, số lao động có việc làm tiếp tục tăng lên với khoảng 56 triệu. Hy vọng điều này sẽ cải thiện tình hình thất nghiệp trong thanh niên hiện nay. Từ đầu tháng 4, nhiều hệ thống siêu thị tại Đà Nẵng đã bắt đầu sử dụng lá chuối để gói các sản phẩm sau, thay thế cho các loại túi ni lông như trước đây. Đây được xem là giải pháp nhằm hướng đến tạo thói quen tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường cho khách hàng. Thay bằng những gói ni lông để bọc rau củ, từ đầu tháng 4, siêu thị này đã dùng lá chuối để gói. Ngày đầu tiên thực hiện, siêu thị Bixi Đà Nẵng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía khách hàng. Nhiều người cho rằng dùng lá chuối để thay thế cho bao ni lông không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tốt cho sức khỏe. Thì thời xưa thì ông bà chúng ta thì cũng hay dùng lá chuối để gói những cái thực phẩm như là cá rồi là rau, củ quả. Nhưng bây giờ phải tái hiện lại cái việc này là chính là để bảo vệ môi trường sống chúng ta. Hiện nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch mở rộng việc sử dụng lá chuối để gói các loại rau củ thay thế cho túi ni lông. Đây được xem là cách để hướng người tiêu dùng xây dựng thói quen tiêu dùng xanh, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông sử dụng một lần. Triển khai của ban giám đốc thì cũng như ngành hàng thì sẽ thay thế đồng loạt hết tất cả các sản phẩm rau và đồng thời mở rộng các sản phẩm cũ khác. Bên cạnh đó thì cũng tìm một cái nguồn hàng lá chuối tươi sạch để cái hoạt động này là sẽ xuyên suốt và kéo dài luôn thường xuyên. Tiện lợi, dễ sử dụng, có mặt ở khắp nơi, dùng túi ni lông đã trở thành thói quen của người tiêu dùng và điều này nếu tiếp tục diễn ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn và lâu dài cho môi trường. Việc các siêu thị, cửa hàng đưa ra các sản phẩm thân thiện với môi trường như thế này sẽ một phần tác động đến nhận thức, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt heo là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều địa phương xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn heo. Cùng với đó là những thông tin về dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở các địa phương trong cả nước. Các cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch và kiểm soát giết mổ an toàn. Song nhiều người dân vẫn còn tâm lý hoang mang khi sử dụng thịt heo, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nếu như gần 2 tháng trước, khi chưa có thông tin về heo mắc bệnh lở mồm long móng, vào các buổi trưa, khu bán thịt tươi sống của chợ Đà Lạt vẫn tấp nập người mua. Nhưng nay số tiểu thương đứng bán nhiều hơn người mua. Không khí mua bán uể oải, tiểu thương lo lắng lẫn bức xúc. Thịt heo thì ngon, rất là tốt, kiểm dịch rồi rất là đàng hoàng. Nói chung là mình từ cái khâu mà thu mua đến cái khâu mà giết mổ, đến khâu mà ra sản phẩm để mình bán đó, là mình kiểm dịch qua bao nhiêu cái đợt rồi. Nhưng mà tại vì những cái thông tin mà đưa lên mạng, lên TV rồi đó, thì làm cho người ăn họ ngại, cái sức mua nó giảm rồi, cái kéo theo hàng loạt theo những cái hàng khác, nó cũng khổ theo. Người ta khổ mình khổ rồi người ta cũng khổ, rồi khổ nhất là người chăn nuôi. Nhiều quầy hàng đã nghỉ bán vì không thu đủ lợi nhuận để nộp thuế. Nhưng một số tiểu thương cho hay, suy cho cùng thì họ cũng là người trung gian. Những người chăn nuôi mới là những người thiệt thòi nhất khi heo đến lứa không xuất bán được do người tiêu dùng quay lưng, mức tiêu thụ giảm sút. Ngay cả những cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm sạch có uy tín nhiều năm thì lượng thịt heo bán ra cũng giảm. Bên em thì có Bộ Y tế kiểm duyệt lấy hàng của ở trên lò. Cửa hàng em bán thì chỉ nói chung là chỉ có giảm 10% so với cái lượng thịt bán ra ngày bình thường. Vì có nhiều người họ cũng trên TV với lại là trên mạng nói thì họ cũng có giảm, họ bớt mua lại. Hiện nay thì cũng có một số người là không biết rõ về tình hình dịch bệnh, nhưng trước mắt là nghe nói dịch bệnh là đã không dám sử dụng cái thịt heo, dẫn đến rằng là cái giá cả heo nó bị rối loạn, đồng thời là dẫn đến một cái tình trạng là do sợ là dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, có nhiều nhà là heo chưa tới lứa người ta cũng xuất bán, dẫn đến rằng là thương lái ép giá. Theo ngành chăn nuôi, thời gian qua trên địa bàn tỉnh có 9 huyện, thành phố có heo mắc bệnh lở mồm long móng, trong đó có 4 huyện, thành phố đã cơ bản khống chế được bệnh. Ngành đã và đang tăng cường công tác phòng chống bệnh, trong đó có cả việc phòng ngừa dịch tả heo và cúm gia cầm. Cùng với đó là công tác tăng cường kiểm soát giết mổ, hướng dẫn chuyên môn, phối hợp với các địa phương giám sát và xử lý kịp thời dịch bệnh. Chi cục đã chỉ đạo Trung tâm Nông nghiệp các huyện tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, đặc biệt là kiểm soát trước giết mổ, trong giết mổ và sau giết mổ để đưa ra những cái sản phẩm đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Cái thứ hai là đối với dịch tả châu Phi thì như chúng ta đã biết, đây là một cái bệnh hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh chỉ lây ở trên lợn mọi lứa tuổi và gây bệnh cho lợn, không gây bệnh cho các cái loài động vật khác cũng như người. Do đó, người dân cũng an tâm khi sử dụng thịt heo, đặc biệt là ở các cái cơ sở, các cái điểm kinh doanh mà đảm bảo an toàn thực phẩm như siêu thị, như các cái điểm cung ứng của các cái đơn vị đã được chứng nhận là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Như vậy, ngành chăn nuôi đã khẳng định người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt heo. Các sản phẩm được bày bán ở các cửa hàng, quầy sạp uy tín đã qua kiểm dịch thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Độ, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng khẳng định thêm. Ở Việt Nam, chúng ta từ xưa đến nay thì chưa có ai bị bệnh lở mồm long móng từ heo sang người. Và cái này cũng đã được khẳng định ở thế giới. Chúng ta phải hiểu được cái bệnh lợn tả châu Phi, nó là một cái bệnh truyền nhiễm, nó gây ra do virus. Mà virus này thì nó chỉ gây bệnh trên lợn mà không gây bệnh trên người, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cũng như bệnh sán lợn. Nó không có cái nguy cơ lây sang người từ khi con người ăn thịt lợn mà chúng ta đã nấu chín kỹ. Thì khi mà người dân hiểu rồi thì họ sẽ không hoang mang, không tẩy chay các cái sản phẩm từ thịt lợn an toàn, thịt lợn không bị bệnh và được chế biến hợp vệ sinh. Và lưu ý ở đây là người dân phải biết cách lựa chọn và chế biến thịt lợn hợp vệ sinh an toàn cho cái bữa ăn. Thực tế trong những ngày qua, nhiều người vẫn sử dụng thịt heo bình thường và không có bất cứ lo lắng nào, vì theo họ, nếu tìm hiểu kỹ thông tin và chọn thịt an toàn thì không có gì phải lo lắng. Đầu thì cũng ngại ngùng lắm, nhưng mà Nói chứ rồi cái miếng sạch là mình nhìn thấy thực tế là trên chợ. Là mình nhặt mạnh dạn ăn thôi, đâu có sao đâu cháu. Cô vẫn ăn bình thường. Cho tâm lý của mỗi người thôi, nhiều lúc tin đồn người ta đồn ra là làm sao mà mình biết được, mình ăn thì mình cứ ăn, mình cảm thấy tin tưởng ok thì mình ăn. Theo quy định, ở những vùng có heo mắc bệnh lở mồm long móng, nếu trong 21 ngày không có thêm heo bị bệnh thì vùng đó được công nhận là an toàn. Nếu những vùng có heo bị bệnh thì sẽ được thực hiện các biện pháp tiêu hủy tập trung và nghiêm cấm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép heo bị bệnh. Thêm vào đó, tất cả thịt heo được bày bán ở các quầy sạp, điểm cung ứng thịt sạch đều được kiểm định an toàn, có con dấu, nên người tiêu dùng cần tìm hiểu rõ các thông tin liên quan để tránh tâm lý hoang mang không sử dụng thịt heo. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với người chăn nuôi khi đánh đồng thịt sạch và thịt heo bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.